Xin chào bạn, tôi là Bùi Ngọc Hân, là người quản lý sản phẩm của trang bán hàng trực tuyến corashop24h.com. Thưa quý bạn, ở những video trước chúng tôi có giới thiệu với bạn về một cái sản phẩm mà hiện nay đang được rất nhiều người sử dụng, đúng không ạ? Họ mua về cho chính bản thân họ sử dụng, cũng như hoặc là mua về cho để phòng cho người thân mình sử dụng, nhất là những cái người già, đúng không ạ? Trong nhà, nếu mà các bạn có người già thì thường là hay mua về để trữ, để dùng khi mà bất thường, đúng không ạ? Thì đấy chính là cái viên an cung ngưu hoàng hoàn của Hàn Quốc. Và các bạn cũng biết là cái tác dụng của viên an cung là gì, đúng không ạ? Chủ trị là chữa những cái bệnh về đột quỵ, về tai biến và những cái di chứng sau đột quỵ, đúng không ạ? Như là các bạn mất ngôn ngữ, mất khả năng ngôn ngữ, như là không thể nói được, hay là nói ngọng, nói lắp, hoặc là bị liệt, tức là không thể hoạt động được, đúng không ạ? Bị liệt hay là nửa người hay là liệt toàn thân. Thì các bạn biết là những cái lúc bấy giờ, khi những cái người mà bị bệnh như vậy thì cực kỳ khó khăn đối với người bệnh là cái điều trước tiên, nhưng cũng rất khó khăn đối với những người phải chăm sóc người bệnh đó, đúng không ạ? Thì thấy nó rất là nan giải. Thế thì chính vì vậy mà corashop24h.com đang đưa ra một cái thị trường, một cái sản phẩm rất là hot, một cái sản phẩm mà giúp cho chúng ta có thể ngăn ngừa được những cái hiện tượng, đúng không ạ? Trước tiên là ngăn ngừa, sau đó là có thể hỗ trợ chữa trị những cái bệnh như vậy. Đó chính là viên an cung ngưu hoàng hoàn của Hàn Quốc. Vâng, và viên an cung cũng đã được nhận được những cái phản hồi rất là tích cực của người sử dụng. Họ cho thấy là cái kết quả rất là tốt, đúng không ạ, khi mà họ sử dụng. Vâng, nhưng vẫn có những cái câu hỏi được đặt ra cho viên an cung mà đối với trang web của chúng tôi, đó là làm thế nào để nhận biết viên an cung ngưu hoàng hoàn bằng mắt thường, hoặc là làm sao để phân biệt được viên an cung thật giả, hay là mua viên an cung ngưu hoàng hoàn chính hãng ở đâu. Thì để trả lời cho những cái câu hỏi như vậy thì chúng tôi xin chia sẻ với các bạn một số cái thông tin về viên an cung ngưu hoàng hoàn. Vâng, thì vừa rồi tôi cũng vừa mới nhắc lại cho các bạn thấy về những cái tác dụng rất là hữu hiệu, rất là tốt của viên an cung, những cái tác dụng mà thật sự là rất là tuyệt vời, vì chúng ta có thể ngăn ngừa được những cái bệnh mà không mong muốn có hại đến sức khỏe, đúng không ạ? Và chính vì những cái tác dụng tốt như vậy mà hiện nay thì đã có rất nhiều những cái công ty mà vì lợi nhuận cho nên là họ làm giả, làm nhái rất là nhiều, đúng không ạ? Và hàng giả hàng nhái thì thường là những cái gì ạ? Đôi khi nó chỉ là khác nhau về cái thành phần. Bởi vì một cái viên an cung này dùng để hỗ trợ chữa trị bệnh như các bạn nhé, thì phải qua cái sự kiểm tra rất là ngặt nghèo của Bộ Y tế Hàn Quốc. Các cái thành phần mà làm nên viên an cung phải thành phần phải chính xác đến từng miligam, cho nên là không thể thay thế. Những cái thành phần đấy là những thành phần không thể thay thế, bởi vì nó có cái tính dược tá rất là cao, giúp chữa trị bệnh, đúng không ạ? Bây giờ nếu như các bạn mua cái thuốc mà kém chất lượng, không phải hàng chính hãng, thì đôi khi nó gì, có thể nó giống y hệt. Vì bây giờ họ làm giả rất là tinh vi, đúng không ạ? Họ mẫu mã bên ngoài thì có thể giống y hệt luôn, nhưng mà cái thành phần bên trong họ chỉ thay đổi một chút xíu thôi, một trong những cái thành phần của thuốc thôi, có thể đã làm cái viên thuốc nó khác đi và nó giảm giá trị, đúng không ạ? Nó mất cái tác dụng gốc của viên thuốc, đúng không ạ? Chính vì vậy mà chúng ta làm thế nào để có thể nhận biết được cái viên an cung ngưu hoàng hoàn chính hãng như là của corashop24h.com chúng tôi đang đưa ra thị trường này, thì các bạn có thể nhìn thấy đây là sản phẩm của chúng tôi. Thế thì bạn nhìn thấy là trên đây, thứ nhất là hộp mà được in rất là sắc nét, chữ rất là sắc nét, và bắt buộc nhé, đây là mẫu mã mới của hãng Quang Đông hiện nay đang sử dụng. Vâng, và bắt buộc là phải có cái tem 7 màu này nhé các bạn nhé. Tem 7 màu của hãng. Đây chính là cái tem chống hàng giả của hãng Quang Đông. Các bạn biết là nếu mà bất kỳ những cái sản phẩm nào mà các bạn mua mà không có tem, không có tem bảo hành như thế này, thì đều là những sản phẩm kém chất lượng, những sản phẩm không chính hãng nhé. Thế và các bạn có thể nhìn thấy rất rõ ràng là in hạn sử dụng này, rất là sắc nét. Đây ạ, hạn sử dụng đây. Năm Hàn Quốc thì bao giờ cũng họ cũng in ngược lại là năm rồi đến tháng rồi đến ngày.
Đấy, các bạn phải nhìn rõ ràng hạn sử dụng nhưng không tẩy xóa. Thế cái thứ hai, cái thứ ba nữa là đây là dấu của Bộ Y tế Hàn Quốc. Vâng. Và mặt đằng sau hộp thì bạn biết rằng là có phải có đầy đủ những cái thông tin thành phần cấu tạo lên viên ăn cung cũng như là cách hướng dẫn sử dụng và liều dùng như thế nào đúng không ạ? Họ sẽ ghi cụ thể vào đây. À, tất nhiên là chữ Hàn Quốc thì mình sẽ không hiểu. Khi mà các bạn mua hàng thì các bạn phải có được sự tư vấn cụ thể và kỹ lưỡng về sản phẩm đối với từng trường hợp, từng người sử dụng đúng không ạ? Vâng, và chắc chắn là phải có cái mã vạch này để các bạn có thể check sản phẩm ngay lập tức khi mà bạn nhận hàng đúng không ạ? Đấy là những cái nhận biết ban đầu của sản phẩm. Và với cái kinh nghiệm bán hàng của KoreaShop 24h.com, của cái người quản lý về sản phẩm như tôi, thì tôi xin chia sẻ với các bạn một số cái thông tin như thế này là khi các bạn mua bất kỳ những cái sản phẩm gì, nhất là những cái thực phẩm chức năng liên quan đến sức khỏe, thì các bạn cần phải có được cái sự tư vấn kỹ lưỡng về cái sản phẩm đó phù hợp với đối tượng nào và với lứa tuổi sử dụng như thế nào, liều dùng như thế nào để phù hợp với, bởi vì có những cái hạn chế, có thể là cái thuốc này nó chỉ đặc trị cho cái bệnh này thôi, nhưng nếu mà các bạn không hỏi kỹ hoặc là không được tư vấn trực tiếp kỹ lưỡng ấy, thì có khi các bạn chỉ nghe là ôi cái này là chữa về đột quỵ, là các bạn cứ mua thôi, nhưng trong trường hợp các bạn bị xuất huyết não thì lại không được dùng. Đấy, chẳng hạn như thế thì các bạn phải được tư vấn kỹ lưỡng về cái sản phẩm đúng không ạ? Và phải có những cái cam kết về sản phẩm đối với người tiêu dùng để các bạn có thể yên tâm khi sử dụng. Bởi vì là bạn biết là nếu mà mua phải cái hàng giả, hàng kém chất lượng thì thứ nhất là chúng ta mất tiền oan, mà đôi khi nó còn gây đến nguy hiểm đến tính mạng nữa đúng không ạ? Chính vì vậy mà cần phải có cái sự tư vấn cực kỳ cẩn thận của người bán đối với cái sản phẩm mà mình mua đúng không ạ? Vâng, và trên đây tôi vừa mới chia sẻ với bạn một số cái thông tin về cách nhận biết sản phẩm An Cung Nghiêu Hoàng Hoàn, những cái cách cơ bản nhất để các bạn có thể nhận biết về sản phẩm đúng không ạ? Để biết thêm những thông tin chi tiết về An Cung Nghiêu Hoàng Hoàn, mời các bạn truy cập vào trang web koreashop24h.com. Chúng tôi, một cái trang web mà đã bán hàng lâu năm và luôn luôn đặt chất lượng về sản phẩm lên hàng đầu, làm uy tín của chúng tôi, và phương châm bán hàng chất lượng và uy tín, chúng tôi luôn đề cao cái chất lượng sản phẩm của mình. Vâng, và chúng tôi luôn có những cái cam kết đối với người sử dụng như là đồng hành cùng với người sử dụng trong suốt cái quá trình các bạn sử dụng hàng của trang web. Nếu như có bất kỳ cái thắc mắc gì, các bạn đều có thể gọi điện đến để chúng tôi tư vấn cụ thể, kỹ lưỡng từng sản phẩm và từng đối tượng sử dụng đúng không ạ? Cũng như là các bạn có thể hoàn toàn yên tâm để sử dụng khi mà các bạn có những cái chương trình quyền lợi của khách hàng như là hoàn trả đổi hàng trong vòng 7 ngày. Vâng, và chúng tôi cam kết là hoàn lại toàn bộ tiền hàng nếu như các bạn chứng minh là hàng của chúng tôi là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đúng không ạ? Và các bạn hoàn toàn có quyền là kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Vâng, đấy là những cái cam kết cơ bản nhất của koreashop24h.com đối với người sử dụng sản phẩm. Và hiện nay thì một cái sản phẩm như thế này để giúp chúng ta hỗ trợ chữa trị những cái bệnh như vậy thì koreashop24h.com đang phân phối tới tay người tiêu dùng với giá là 1.600.000. Để các bạn có thể mua cho mình được một cái sản phẩm chính hãng thì các bạn có thể vào trang web để trực tiếp đặt hàng cho mình. Ở phía dưới phần mô tả của video có phần đường link để đặt hàng. Các bạn đều có thể vào đó để tự đặt hàng đúng không ạ? Hoặc các bạn có thể gọi điện tới số hotline 0979 149 256. Hoặc hãy chat Zalo với chúng tôi sẽ tư vấn rất là cụ thể kỹ lưỡng cho các bạn về từng sản phẩm đúng không ạ, cũng như là từng đối tượng sử dụng. Vâng, cảm ơn bạn đã theo dõi và hẹn bạn ở những video tiếp theo.